Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Sèn Triển Ly, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công. Ý kiến của học sinh và giáo viên về quy chế mới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh các giải pháp chống hạn. Những vấn đề tồn tại trong việc quản lý hoạt động trang trí đường phố tại thành phố Hà Giang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 3 tháng 3, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015. Dự lễ phát động có đồng chí Sèn Triển Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, nhân dân thị trấn Vinh Quang, xã Tụ Nhân và xã Chiến Phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sèn Triển Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trồng cây gây rừng là một việc làm ý nghĩa, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện phải đặc biệt coi trọng. Với một huyện như Hoàng Su Phì, điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, hàng năm thường xuyên xảy ra mưa lớn và sạt lở đất, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân, nên việc trồng cây gây rừng, chống xói mòn đất cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trồng gắn liền với bảo vệ, chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt. Xuân Ất Mùi 2015, huyện Hoàng Su Phì sẽ trồng cây xà cừ bên phía ta ly âm dọc tuyến đường nối từ km số 2 đến km 16 đường Hoàng Su Phì Xín Mần. Qua trồng thử nghiệm từ năm trước, loại cây này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng đất phía Tây, tỷ lệ cây sống, sinh trưởng và phát triển đạt 80%. Việc trồng cây ven đường giao thông vừa tạo cảnh quan, hình thành tuyến hộ lan xanh. Cũng trong ngày 3 tháng 3, đồng chí Sèn Triển Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã. Là một trong bốn xã điểm của huyện Hoàng Su Phì về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Thông Nguyên đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, xã Thông Nguyên đạt mục tiêu là xã đầu tiên của huyện Hoàng Su Phì được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Nhưng khó khăn nhất của xã chủ yếu là nguồn ngân sách xã không đảm bảo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã đã đề nghị tỉnh và huyện nhanh chóng cấp vốn để xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cũng trình bày những khó khăn của huyện, cũng như xã Thông Nguyên trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Theo đó, chỉ tiêu rễ, huyện và các xã đã huy động nhân dân thực hiện cơ bản, còn những tiêu chí liên quan đến nguồn vốn thì huyện khó có thể đáp ứng do ngân sách huyện hàng năm rất hạn chế. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Sèn Triển Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà huyện Hoàng Su Phì nói chung và xã Thông Nguyên đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị huyện, xã cần làm tốt hơn nữa, huy động nội lực trong dân, xã hội hóa các nguồn đầu tư, thực hiện đổi quyền sử dụng đất lấy công trình. Có như vậy, huyện Hoàng Su Phì và xã Thông Nguyên mới hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra. Về đề nghị của huyện, đồng chí tiếp thu báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh để xem xét giải quyết. Chiều ngày 4 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phạm Thị Hải Truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Bàn Đức Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý. Sau hơn một năm thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, theo chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn toàn quốc đã có gần 2.100.000 đối tượng người có công được rà soát tổng hợp. Qua đó xác định có gần 2 triệu đối tượng được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, chiếm gần 96%. Trên 86.000 người chưa hưởng đầy đủ các chính sách, gần 1.900 người hưởng sai chế độ chính sách.
Qua rà soát cũng cho thấy cả nước còn trên 63.500 trường hợp còn tồn đọng hồ sơ chưa được giải quyết để hưởng chế độ chính sách. Đối với tỉnh Hà Giang, đã có 4.103 người được tổng rà soát thuộc 8 nhóm đối tượng và nhóm thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, người được hưởng đúng chế độ là trên 1.800 người, thanh niên xung phong hưởng đúng chế độ là 120 người, thân nhân người có công đang hưởng đúng trợ cấp là trên 2.100 người. Toàn tỉnh không có trường hợp nào hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi sai hoặc hưởng không đầy đủ chế độ trợ cấp. Cũng qua rà soát cho thấy, toàn tỉnh vẫn còn 869 người chưa được xem xét xác nhận người có công. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong thời gian qua, Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả thực hiện chính sách đối với người có công đến với rộng rãi, đông đảo quần chúng nhân dân. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương tiến hành công bố rộng rãi kết quả tổng rà soát để nhân dân tiếp tục theo dõi, phản hồi với cơ quan quản lý nhà nước. Đối với những đối tượng hưởng chưa đủ chính sách, hưởng sai, chưa được lập hồ sơ để công nhận hưởng chính sách, cần được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các chế độ chính sách đã được nhà nước ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng, trên cơ sở đảm bảo hưởng đúng, hưởng đủ và hưởng kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm mỗi tổ chức cơ sở đảng là nòng cốt trong chỉ đạo phát triển doanh nghiệp, thời gian qua, công tác xây dựng đảng được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh chú trọng gắn lãnh đạo sản xuất kinh doanh hiệu quả với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang với 12 chi bộ, 239 đảng viên và 10 chi đảng bộ trực thuộc huyện có 214 đảng viên. Xác định nhiệm vụ xây dựng đảng chính là xây dựng doanh nghiệp vững mạnh nên công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể được tăng cường, đổi mới, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên rõ rệt. Đời sống việc làm và thu nhập của người lao động trong công ty được nâng cao. Chính vì xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên chuyên cần, làm việc gương mẫu, có trách nhiệm và là tấm gương cho quần chúng học tập. Nên nhiều năm qua, Đảng bộ công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua do Đảng ủy khối phát động. Năm 2014, doanh thu của công ty là trên 430 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch giao. Chức năng là chi bộ thì cũng sẽ luôn luôn phấn đấu, đặc biệt là trong công tác điều hành sản xuất thì đảm bảo cho hoàn thành được cái nhiệm vụ chung của công ty cũng như là góp phần trong cái việc tiết kiệm các cái chi phí sản xuất cho công ty. Đối với cái phần về công tác sản xuất khác thì phấn đấu để làm sao cho tăng được cái thu nhập chung cho cán bộ công nhân viên. Đối với Đảng bộ công ty Điện Hà Giang đã có các nghị quyết về kế hoạch, các hành động trong việc xây dựng chi đảng bộ, đặc biệt là việc xây dựng chi đảng bộ đạt được cái hiệu quả trong sạch vững mạnh. Để đạt được trong sạch vững mạnh thì việc tổ chức xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là một cái nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó lấy người lao động và lấy đảng viên là nòng cốt trong việc xây dựng. Hiện nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 47 chi bộ cơ sở, 67 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 1.428 đảng viên. Đây thực sự là những hạt nhân quan trọng góp phần làm nên thành công của doanh nghiệp. Trong năm qua, các chi bộ trực thuộc đã kết nạp được 58 đảng viên. Đảng ủy đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 68 quần chúng ưu tú và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 52 đảng viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 77 học viên đang công tác và sinh hoạt tại Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Xác định nhiệm vụ xây dựng đảng đi đôi với phát triển doanh nghiệp bền vững là mục tiêu của mỗi chi đảng bộ cơ sở, nên trong 5 năm thành lập, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã và đang khẳng định vị thế, vai trò của mình trong công tác xây dựng đảng trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Giang. Trong năm 2014 thì cũng tiếp tục các năm thì tập trung giáo dục, học tập các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp bộ đảng. Trong đó thì có nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, lần thứ 9 và xây dựng cái chương trình hành động về cái xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp doanh nhân để thực hiện nghị quyết 9.
tập trung là bồi dưỡng cái nghiệp vụ quản trị kinh doanh, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt. Chúng tôi cũng đang muốn nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chính là cái việc đầu tiên là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của chi bộ và từng người hiểu được công việc, sau đó gương mẫu làm, nói viết làm đúng nghị quyết, sau đó thì thấy rằng nó thiết thực trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Mà cái biểu hiện cụ thể doanh nghiệp đó là năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường phát triển xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung vào khối doanh nghiệp tư nhân, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong mỗi doanh nghiệp chính là yếu tố nền tảng để xây dựng Đảng ủy khối doanh nghiệp trong sạch vững. Năm 2014, với sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy chính quyền huyện Bắc Quang, vì vậy mà các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2013, vượt 2,26% so với nghị quyết. Giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 29,7 triệu đồng một người một năm, tăng 4,2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 118,5 tỷ đồng, vượt 6,9% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác đối với cây trồng hàng năm đạt 66,2 triệu đồng một hecta. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,5%. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được để có những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2015, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Quang Phùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, đầu tiên xin cảm ơn ông Hoàng Quang Phùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc Quang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn đầu năm của Đài Phát thanh Thủy Hà Giang. Thưa ông, năm 2014 đã kết thúc với sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh chỉ đạo nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Vậy ông có thể đánh giá những khái quát những kết quả đạt được và những nét nổi bật của huyện trong năm 2014? Trong năm 2014 là Đảng bộ đã tập trung vào ba cái khâu đột phá. Cái đột phá nhất là đột phá trong cái sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai là đột phá trong xây dựng phát triển đô thị. Và thứ ba là đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị. Tôi cho rằng là cái trong cái sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là có nhiều cái chuyển biến tích cực. Cái chuyển biến thứ nhất là cũng đã làm cái chuyển đổi được cái nhận thức của bà con nhân dân là không cái trông chờ gì lại vào cái sự hỗ trợ của nhà nước. Khi mà huyện đã tổ chức triển khai thực hiện cái đề án thôn tự chủ tự quản. Vấn đề thứ hai nữa là cái việc mà huy động cái đóng góp của nhân dân trong cái xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Là huyện cửa ngõ phía Nam và là huyện động lực của tỉnh với tiềm năng thế mạnh trong phát triển nông lâm nghiệp, trong đó đặc biệt là phát triển cây ăn quả. Vậy ông có thể cho biết những định hướng của huyện trong thời gian tới? Trong năm 2015 này, chúng tôi cũng định hướng là nhất là tiếp tục là cùng với sở nông nghiệp là tổ chức triển khai thực hiện về cái kế hoạch, cái phương án triển khai sản xuất cái quy trình cây cam sành theo quy trình Việt Gáp trên địa bàn, mà chủ yếu vẫn tập trung là tổ chức triển khai thực hiện cái chỉ tiêu tỉnh giao là 500 ha, mà tập trung ở các cái địa bàn trọng điểm về cây cam như là xã Vĩnh Phúc này, Tiên Kiều này, Đông Thành và Việt Hồng, và ngoài ra các cái xã khác thì có thể phát triển cái cây ăn quả có mũi thì tùy điều kiện từng cái địa phương một, mà chủ yếu vẫn tập trung vào các xã trọng điểm như vậy để mà tổ chức triển khai thực hiện. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, vậy ông có thể cho biết những giải pháp trọng tâm của huyện trong năm 2015? Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 ấy, huyện Đảng bộ là tập trung vào tiếp tục là tổ chức triển khai thực hiện là ba cái khâu đột phá với 9 nhiệm vụ và 18 giải pháp. Trong đó là trọng tâm là chúng tôi tập trung vào chỉ đạo một số nội dung chủ yếu như sau. Cái vấn đề thứ nhất là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cái đề án thôn tự chủ tự quản. Và để mà các cái hộ dân được tiếp cận với cái nguồn vốn đầu tư có thu hồi. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng phấn đấu là năm 2015 là đối 5 xã xây dựng nông thôn mới
có 50% số thôn đạt 8 cái tiêu chí thôn tự chủ tự quản, còn các xã còn lại là phấn đấu từ 1 đến 2 thôn đạt tiêu chí thôn tự chủ tự quản. Thế vấn đề thứ hai nữa là sau khi mà rút kinh nghiệm cái dồn điền đổi thừa chỉnh trang đồng ruộng thì sẽ nhân rộng cái mô hình là dồn điền đổi thừa là đối với các xã mà trọng điểm về cây lúa ở trên địa bàn huyện Bắc Quang. Vấn đề thứ ba nữa là tiếp tục là chỉ đạo là các cái đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng, là nhất là các cái công trình trọng điểm. Chào mừng đại hội đảng. Xin cảm ơn ông. Năm mới chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang tiếp tục giành được nhiều thắng lợi trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, các ý kiến đều cho rằng quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Giang. Sau khi quy chế mới về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Giang đã phổ biến tới tất cả các em học sinh, trong đó tập trung vào học sinh khối 12 nhằm giúp các em hiểu rõ hơn và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang là trường đi đầu của tỉnh với trình độ chuyên môn, chất lượng đầu vào đều được chọn lựa kỹ càng. Do vậy, đối với quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh trường chuyên cho rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, giúp các em có thể chọn được nhiều trường mà không phải đi thi nhiều lần. Tuy nhiên, do đề thi bao gồm cả đề thi tốt nghiệp và thi cao đẳng đại học, nên nhiều học sinh còn băn khoăn, lo lắng về mức độ khó dễ của đề thi, cũng như việc phân loại học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh cao đẳng đại học. Quy chế này em thấy là học sinh chúng em sẽ có nhiều cơ hội hơn được có thể đỗ vào các trường đại học. Em cũng thấy tò mò, cũng rất muốn biết về cái đề thi năm nay. Về khó khăn thì về thi chung là toán văn anh nên một số các bộ môn bọn em bị lệch ban ấy ạ, thì sẽ khó khăn hơn để cho bọn em tiếp cận lại kiến thức để có đầy đủ kiến thức khi dự thi ạ. Cũng xoay quanh quy chế mới về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển cao đẳng đại học, nhiều học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho rằng quy chế mới khá thuận lợi đối với các em. Nhưng do là năm đầu áp dụng và một số em do không học đồng đều các môn nên nhiều học sinh còn khá lo lắng. Đây là năm đầu tiên đổi mới mà lại áp dụng với bọn em, cho nên là bọn em cũng hơi bỡ ngỡ. Tiếp nữa là cái đề thi ấy, thì bọn em cũng không biết là nó có nhiều số lượng câu hỏi như thế nào mà nó phân cấp khó dễ ra làm sao, và họ sẽ xét tuyển như thế nào theo hệ hình cao đẳng đại học. Gộp chung kỳ thi đại học và tốt nghiệp là một thì áp lực nó sẽ giảm đi. Còn về số lượng môn thi tăng lên thì nó sẽ có một chút khó khăn. Thì trước đây là bản thân em thì tập trung vào các môn tự nhiên, nhưng mà năm nay thi thì phải ôn có thêm môn văn thì sẽ phải cố gắng hơn nữa. Bên cạnh những ý kiến của học sinh về quy chế tuyển sinh mới thì các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường cũng đều cho rằng quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhiều điểm mới sẽ thuận lợi hơn cho các em học sinh. Còn đối với việc các em học sinh học lệch các môn, nhà trường đã có biện pháp để bồi dưỡng, củng cố kiến thức thêm cho các em, giúp các em có được kiến thức cơ bản nhất nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi. Trong cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 của nhà trường, thì với chúng tôi, cái quá trình tiếp cận thì nó cũng không có gì là khó khăn lắm. Về cơ bản, chúng tôi xác định là phải trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản nhất về trang bị về kỹ năng làm bài thi cũng như là bản lĩnh khi tham gia dự thi. Và chúng tôi hy vọng là 142 em học sinh khối 12 của nhà trường năm nay sẽ đạt hiệu quả xuất sắc nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2015. Như vậy, nhìn chung những điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh cao đẳng đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh. Tuy nhiên, mỗi thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về quy chế mới và chuẩn bị cho mình kiến thức vững vàng để kỳ thi diễn ra thành công và đạt kết quả cao.
Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và làm căn cứ để tuyển sinh Đại học Cao đẳng. Công tác tuyển sinh quân sự cũng thực hiện chung trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời, có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự được đăng ký xét duyệt tuyển sinh quân sự. Căn cứ vào học lực, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường cho phù hợp. Đối với những thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường sĩ quan không quân đã được tuyển chọn và trúng tuyển qua hai vòng khám sức khỏe do Viện Y học Hàng không tổ chức, có giấy báo làm thủ tục dự xét tuyển. Năm 2015, mỗi thí sinh phải làm hai bộ hồ sơ riêng biệt, gồm hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Về môn thi, thí sinh chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông phải dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với khối thi do các trường đại học cao đẳng quy định. Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông đăng ký môn dự thi theo quy định của trường đại học cao đẳng đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng và kết quả thi chỉ xét tuyển đại học cao đẳng. Các trường quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Kỳ 1 năm học 2014-2015, ngành giáo dục và đào tạo luôn chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án, chương trình, đề xuất các giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo. Theo kết quả được đánh giá qua học kỳ 1 cho thấy, chất lượng dạy và học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99%. Học sinh từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98%. Bậc tiểu học có trên 89% học sinh đạt về năng lực, 96% học sinh đạt về phẩm chất. Bậc trung học cơ sở có 3,2% học sinh đạt học lực giỏi, khá đạt trên 23%, trung bình là 59%. Bên cạnh đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chú trọng và đã có nhiều giải pháp phát huy nội lực, phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư, bổ sung, hoàn thiện, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được tăng cường và nâng cao về năng lực, trình độ, gắn bó với nghề nghiệp. Toàn ngành giáo dục xác định năm 2015 là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học bằng việc tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các kỳ thi, cuộc thi, trong đó đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị mọi điều kiện để kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn năm 2015. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vụ đông xuân năm 2015, tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, khô hạn kéo dài, gây hạn hán trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển các loại cây trồng. Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn tới 24 xã thị trấn. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2015, huyện Vị Xuyên thực hiện gieo trồng gần 1.900 ha lúa, gồm giống nhị ưu 838, Việt Lai, Bắc Thơm số 7. Đây là những giống lúa chủ lực, năng suất, chất lượng đạt hiệu quả cao, mang lại thu nhập cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã gieo trồng được gần 1.700 ha, đạt 80% kế hoạch. Theo dự báo, tình hình thời tiết sẽ diễn biến khá phức tạp, khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Vụ đông xuân năm nay, huyện Vị Xuyên có khoảng 17 ha ruộng chân lúa có nguy cơ bị hạn hán. Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên đã nhanh chóng chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác quản lý thủy nông kiểm tra toàn bộ hệ thống kênh mương thủy lợi đã được kiên cố hóa, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất. Đồng thời, huy động nhân dân nạo vét, sửa chữa kênh mương, khơi thông dòng chảy. Tích cực cử cán bộ trực tiếp xuống thôn bản, chỉ đạo đôn đốc bà con chú trọng thực hiện đầy đủ các biện pháp chống hạn. Bên cạnh đó, đối với những diện tích lúa ở các chân nương, chân đồi dễ xảy ra tình trạng khô hạn, cần chuyển đổi sang trồng cây hoa màu khác. Đến nay, mọi biện pháp phòng chống hạn đã cơ bản được hoàn tất, hứa hẹn đem đến một mùa vụ mới, năng suất, chất lượng cho nhân dân. Huyện Xín Mần vừa tổ chức hội nghị triển khai phương án chuyển đổi phát triển đàn châu bò hàng hóa và nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất năm 2015 với mục tiêu nhằm tăng trưởng nhanh tổng đàn châu bò của huyện, phấn đấu hàng năm đưa tổng đàn gia súc tăng từ 8 đến 8,5%, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Trong năm 2015, huyện Xín Mần sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có trâu bò sinh sản, sẽ thực hiện hỗ trợ một lần đối với 931 hộ nghèo, 253 hộ cận nghèo chưa có trâu bò sinh sản. Tổng kinh phí hỗ trợ một lần là 11 tỷ 840 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay trong năm 2015 là trên 59 triệu đồng. Đối với các hộ được hỗ trợ mua trâu bò, phải đảm bảo có chuồng trại, có diện tích trồng cỏ chăn nuôi và có nhân lực lao động. Các hộ gia đình có cam kết chuyển đổi 500 m2 đất nương dốc từ trồng ngô hoặc trồng cây ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi và có đủ điều kiện để vay bổ sung vốn tại ngân hàng. Cùng với đó là nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất, các xã thị trấn trong huyện phải được tiếp tục quan tâm. Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt, sáng ngày 4 tháng 3 tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đã tổ chức bế mạc lễ hội chọi trâu truyền thống lần thứ 8. Tại đây, 8 trâu trọi xuất sắc nhất qua 2 vòng đấu loại gồm 32 trâu trọi đã thi đấu 8 trận để tìm ra trâu chiến thắng tại lễ hội chọi trâu truyền thống xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên lần này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và công tác tổ chức, cùng với chất lượng trâu tham gia giải đấu được nâng cao, các trận đấu tại lễ bế mạc đã diễn ra kịch tính với nhiều pha đấu hay như những pha hổ lao đẹp mắt, những cú huých, móc hầu mạnh mẽ. Buổi bế mạc lễ hội chọi trâu lần này đã thu hút gần 6.000 khán giả tới theo dõi. Nhờ được đúc rút kinh nghiệm qua 7 lần tổ chức, các trận đấu tại hội chọi trâu lần này diễn ra an toàn, chất lượng các cặp đấu trong hội chọi trâu cũng được đánh giá cao hơn mọi năm, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Lễ hội chọi trâu xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân gian, đậm đà, bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa và du lịch của nhân dân và du khách thập phương. Thông qua lễ hội lần này nhằm cổ vũ động viên và khuyến khích người dân chú trọng công tác chăn nuôi gia súc. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ông Dương Việt Hoàng, chủ trâu số 15 đến từ xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, giải nhì cho ông Lưu Bá Định, chủ trâu số 24 đến từ xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao 2 giải ba và một số giải cho trâu trại có lối đánh đẹp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước về sự mất an toàn của các vòm trang trí trên địa bàn thành phố Hà Giang. Mặc dù mới chỉ đưa vào sử dụng sau một thời gian ngắn, các vòm trang trí đã siêu vẹo, lệch so với thiết kế ban đầu, làm mất mỹ quan đô thị và còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông. Vấn đề đặt ra ở đây là việc thiết kế và xây dựng các vòm trang trí đã được tính toán thực hiện như thế nào, đơn vị nào đứng ra thẩm định. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Giang có 21 vòm và 18 trụ trang trí với tổng kinh phí đầu tư là 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa là 1,5 tỷ đồng. Việc thực hiện xây dựng các vòm, trụ trang trí này nằm trong chủ trương của thành phố Hà Giang về hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 3 vào năm 2020. Tập trung xây dựng hệ thống trang trí trang hoàng đô thị chào đón xuân Ất Mùi, tiến tới chào mừng đại hội đảng các cấp. Theo đại diện phòng quản lý đô thị thành phố Hà Giang cho biết, vòm trang trí được các phường tiến hành lắp đặt, tập trung vào những tháng cuối năm 2014 và đưa vào sử dụng giáp Tết Ất Mùi 2015. Trong quá trình thực hiện, do sức ép về thời gian phải hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán, nên các phường đã thực hiện ồ ạt, dẫn đến các mẫu vòm trang trí. Về cơ bản, mẫu là giống nhau, song quá trình thi công và kết cấu kỹ thuật lại không đồng đều. Do đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số vòm trang trí đã xuống cấp, kết cấu không đảm bảo an toàn. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã có văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát lại hiện trạng các công trình trang trí, trang hoàng đô thị, sau đó có phương án duy tu, bảo dưỡng với những công trình không đảm bảo. Qua công tác mà kiểm tra, rà soát cái việc thi công hoặc là cái việc mà triển khai thực hiện cái gia công lắp đặt ấy, thì trên địa bàn một số cái phường, một số cái vòm ấy, thì cũng chưa đảm bảo cái quy trình kỹ thuật. Nhưng do cái thời gian nó vội gấp thì các phường cũng đã triển khai lắp đặt. Thì đối với thành phố đã có cái văn bản chỉ đạo kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống vòm. Sau Tết thì sẽ kiểm tra từ cụ thể từng cái tuyến phố và những cái vòm trên các cái trục đường phố. Cái vòm nào mà không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì đều phải tháo dỡ và thay thế sửa chữa lại. Sau khi hoàn chỉnh được cái nghiệm thu của phòng quản lý đô thị thì mới cho triển khai lắp đặt trở lại. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, các vòm trang trí trên địa bàn thành phố Hà Giang được xây dựng từ sự tự học hỏi các mẫu và mô hình tương tự ở các địa phương khác
mà chưa có một mẫu thiết kế riêng. Do vậy, mẫu của các vòm là tương đối đồng đều, khoảng cách tương đối dày, dễ gây nên tình trạng nhàm chán mà không tạo điểm nhấn. Độ rộng của mỗi tuyến đường là khác nhau, do vậy quá trình thi công nếu không được thẩm định kỹ sẽ dẫn đến tình trạng các vòm bị phá vỡ kết cấu. Bên cạnh đó, việc xây dựng quá nhiều các đèn trang trí trong khi hệ thống điện chiếu sáng không được nâng cao sẽ dẫn đến quá tải gây mất điện cục bộ. Theo ngành xây dựng, việc trang trí, trang hoàng đô thị là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với chủ trương của tỉnh. Song trang trí ở đâu, mẫu như thế nào, đơn vị nào đứng ra quản lý cần được thành phố Hà Giang tính toán kỹ, tránh tình trạng làm ồ ạt, giao phó cho chính quyền cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 4 tháng 3 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cung cấp. Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn. Tính đến 16 giờ trong ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh không tiếp nhận vụ tai nạn giao thông nào. Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 136 trường hợp, trong đó ô tô là 13 trường hợp và mô tô là 123 trường hợp. Lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe và giấy phép lái xe 9 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là trên 65 triệu đồng. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.